Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin trong nước. Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là tổng hợp những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4 này. Kể từ ngày 1 tháng 4, Nghị định số 11/2016 có hiệu lực quy định một số điều về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, lao động nước ngoài là người di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, tình nguyện viên, chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành và lao động kỹ thuật. Nghị định quy định công việc được sử dụng người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, quá trình cấp phép thu hồi giấy phép và trục xuất lao động nước ngoài. Cũng từ đầu tháng này, nhiều tài sản nhà nước sẽ được mua sắm theo phương thức tập trung. Theo Bộ Tài chính, việc mua sắm tập trung giúp tiết kiệm ngân sách, khắc phục tình trạng mua vượt tiêu chuẩn, định mức và nhu cầu ở một số đơn vị. Từ tháng 4, thông tư 22/2016 của Bộ Tài chính quy định mức bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng một người một vụ. Cùng với đó, mức bồi thường đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự gây ra là 50 triệu đồng một vụ tai nạn. Theo Nghị định số 13/2016 của Chính phủ, từ ngày 8 tháng 4, công dân đang làm việc tại cơ quan tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám kiểm tra sức khỏe, sẽ được hưởng nguyên lương, phụ cấp và đi lại theo chế độ hiện hành. Thưa quý vị, sau một thời gian thí điểm rồi ngưng, cho đến năm 2013, Thành phố Hồ Chí Minh tái khởi động chương trình thí điểm phân loại rác tại nguồn với mô hình hoàn chỉnh hơn từ khâu phân loại tại nguồn cho đến khâu thu gom. Dự án đang được lan rộng ra 6 phường thuộc 6 quận. Dù vậy thì chương trình cũng gặp nhiều khó khăn ở thời điểm hiện tại, bao gồm sự thiếu cộng tác tích cực từ lực lượng thu gom rác dân lập. Năm 2013, Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm triển khai thu gom rác tại nguồn tại phường Bến Nghé, quận 1. Đây là mô hình có sự hợp tác với thành phố Osaka của Nhật Bản hỗ trợ. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, sau 2 năm thí điểm, chương trình thí điểm phân loại rác tại nguồn lần này đã gặt hái được nhiều sự thành công so với các đề án thí điểm trước đây. Tuy nhiên, dự án cũng đang đối mặt với hai khó khăn trước mắt. Đó là người dân chưa có thói quen phân loại rác và chưa thấy lợi ích thiết thực trước mắt. Nguyên nhân thứ hai là lực lượng thu gom rác dân lập chỉ tham gia chương trình phân loại một cách cầm chừng hoặc chưa hợp tác vì chưa thấy lợi ích kinh tế khi tham gia chương trình. Khác với những lần trước, với chương trình phân loại rác tại nguồn năm 2013, rác sau khi được phân loại tại các hộ gia đình, có một nhóm thu gom rác với hệ thống thùng gom rác cũng được chia làm hai loại, gom rác thực phẩm và rác còn lại. Chương trình này hiện đã được nhân rộng sang thêm 5 phường thuộc 5 quận khác bên cạnh quận 1, gồm quận 3, quận 5, quận 6, quận 12 và quận Bình Thạnh. Theo cách phân loại này, rác được chia làm hai nhóm. Nhóm 1, rác thực phẩm gồm các loại thực phẩm bỏ đi, rau củ quả. Nhóm 2, rác còn lại bao gồm các loại chất rắn khác không phải thực phẩm. Rác này được xử lý tại nhà máy xử lý rác Đa Phước hoặc Tâm Sinh Nghĩa, được xử lý bằng công nghệ lên men khí metan, một phương pháp xử lý đã được thực hiện tại thành phố Osaka và làm phân compost. Trước đó, thành phố cũng đã từng thí điểm phân loại rác tại nguồn 3 lần, nhưng đều thất bại. Nguyên nhân là do rác sau khi được phân loại tại nhà. Khi thu gom lại, lực lượng thu gom rác dân lập dùng chung với rác thông thường chưa được phân loại, nên gần như không có mấy hiệu quả. Thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam VSA cho biết là theo thống kê sơ bộ, lượng thép tiêu thụ trong tháng 3 ước đạt 763.000 tấn, tăng 66% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, cao nhất trong lịch sử ngành thép. Ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam VSA cho biết, ngoài chuyện bắt đầu bước vào mùa xây dựng, tâm lý muốn gom hàng sau quyết định áp thuế tự vệ tạm thời của Bộ Công Thương hôm 7 tháng 3 cũng là nguyên nhân đẩy cho lượng thép tiêu thụ tăng cao kỷ lục. Dù lượng thép tiêu thụ mạnh, nhưng tính đến cuối tháng 3, theo VSA, lượng thép tồn kho vẫn còn khoảng 325.000 tấn. Thị trường sẽ có thêm nguồn cung khoảng 1 triệu tấn thép từ một loạt dự án mới được đưa vào vận hành trong năm nay. Vì vậy, theo VSA, các doanh nghiệp hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường, nên các đại lý, nhà phân phối không cần phải gom hàng tích trữ thép. Thưa quý vị, bất ngờ trong buổi sáng ngày cá tháng 4, 1 tháng 4 này, nhiều khách hàng sử dụng thuê bao di động Mobifone đã đồng loạt phản ánh tình trạng nghẽn mạng. Ngay sau đó, thì phía Mobifone đã khắc phục và gửi lời xin lỗi đến khách hàng vì sự cố này. Theo Tổng công ty Viễn thông Mobifone, việc nâng cấp hệ thống tổng đài nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng trong dịp cao điểm 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới. Tuy nhiên, quá trình nâng cấp hệ thống đã ảnh hưởng đến một số thuê bao di động tại khu vực Hà Nội và khu vực miền Trung. Cụ thể, các thuê bao này không gọi, gửi tin nhắn cũng như không truy cập vào mạng 3G được. Tuy nhiên, nhà mạng đã nhanh chóng khắc phục sự cố và gửi lời xin lỗi đến khách hàng sau đó. Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 1 tháng 4, hàng loạt các đầu số thuê bao của Mobifone tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Nha Trang, Nghệ An, Đà Nẵng thông báo không thể thực hiện được cuộc gọi đi hoặc truy cập vào mạng 3G được. Sau khi cộng đồng kinh tế chung ASEAN AEC có hiệu lực thì cộng đồng doanh nghiệp lại đang hối hả với làn sóng hội nhập từ TPP. Trong đó, áp lực nhân sự với các doanh nghiệp vừa và nhỏ là điều có thể dễ dàng nhận thấy ngay từ lúc này, thời điểm mà AEC mới có hiệu lực được vài tháng.
Hội nhập cho doanh nghiệp cơ hội lớn hơn để tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao, nhưng đồng thời cũng có thể khiến cho nguồn lao động có tay nghề và kinh nghiệm chảy đi bất cứ lúc nào. Với người lao động cũng thế, có ngành nghề sẽ mở ra vô vàn cơ hội, nhưng cũng có những ngành nghề không dễ để chen chân. Trong báo cáo đánh giá tổng kết nhiệm kỳ mới đây, chính phủ có thừa nhận đào tạo nhân lực tại Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu, cơ cấu đào tạo, chất lượng chưa cân đối, chưa có sự cải thiện nhiều so với thời gian trước đây. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo là trên 50%, nhưng số có chứng chỉ bằng cấp chỉ hơn 22%. Như vậy có thể thấy, phần lớn các lao động được đào tạo là các lớp tập huấn ngắn ngày. Tuy nhiên, với cơ hội mới từ hội nhập, trước hết là AEC, từ nay thị trường lao động trong nước có thể sẽ đón nhận thêm nguồn nhân lực chất lượng cao từ các nước ASEAN, sẵn sàng kịp thời đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trước vận hội mới từ thị trường 600 triệu dân. Trước mắt là lao động từ 8 ngành nghề đang được tự do luân chuyển trong ASEAN, gồm kiểm toán, kiến trúc, kỹ sư, nha sĩ, bác sĩ, y tá, điều tra viên và du lịch. Nhưng cơ hội cũng song hành với thách thức khi rủi ro mất người giỏi đang chực chờ từng ngày, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu mà xét ở diện rộng thì chắc là cũng gặp những khó khăn. Với những doanh nghiệp, mà đặc biệt là những vừa và nhỏ, thì cái việc thu hút lao động nó cũng rất là khó khăn bởi vì mấy cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là đầu tiên phải nói về nghề. Người ta làm nghề thì người ta phải tìm đến những cái nơi nào mà có cái sự hành nghề tốt đẹp. Cái điều thứ hai là vấn đề hưởng thụ các cái chế độ phúc lợi, thì những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì sẽ gặp khó khăn, và đấy cũng là một cái họ sẽ gặp khó khăn khi mà có TPP, và chắc chắn là sẽ có một sự dịch chuyển lao động đến những cái công ty lớn hoặc thậm chí có thể là ra ngoài nước. Nguồn lao động Việt Nam thì cũng rất là dồi dào, cũng rất là nhiều thông minh tài giỏi, nhưng mà chúng ta có cái nguồn thu nhập chúng ta thì nó cũng còn thấp. Trong cái quan hệ mà chúng ta vì giữ được người là vì không có những cái cuộc chơi khác. Trước mắt có thể thấy hội nhập mở ra cơ hội lớn hơn cho các doanh nghiệp ngoại xuất hiện ở Việt Nam. Hội nhập cũng khiến lao động tay nghề cao và giàu kinh nghiệm chuyển dịch từ khối doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp vừa và nhỏ sang những doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp FDI, nơi có nguồn thu nhập và môi trường làm việc thường là vượt trội hơn và thường là khá chủ động nắm bắt cơ hội mở rộng thị trường từ AEC hay TPP. Và không chỉ các doanh nghiệp nhỏ yếu thế hơn trong cuộc đua nhân lực, nhìn rộng ra thì cả thị trường lao động nội địa còn đang chứng kiến xu hướng dịch chuyển lao động ra nước ngoài, trong đó ngành du lịch là nơi cảm nhận sức nóng hội nhập rõ hơn bao giờ hết. Tôi thấy rằng là hiện nay khi mà cộng đồng kinh tế ASEAN đi vào hoạt động, và trong đó trước mắt có 8 ngành nghề lao động tự do luân chuyển trong khu vực, thì riêng cái ngành về hướng dẫn viên du lịch mà tôi có một số bạn bè đang làm trong lĩnh vực đó thì thấy rằng là đang có sự cạnh tranh rất là ráo riết. Đầu tiên nó là các cái hướng dẫn viên du lịch nước ngoài bắt đầu có thể hoạt động trực tiếp tại Việt Nam. Và điều thứ hai là một số các cái hướng dẫn viên người Việt Nam bắt đầu bị thu hút ra làm việc thị trường nước ngoài bởi các công ty nước ngoài. Điều đó dẫn đến một cái thực trạng rằng là các khả năng mất người khi mà các doanh nghiệp đang sẽ mất các nhân sự lao động có tay nghề, có kinh nghiệm khi mà Việt Nam gia nhập vào thị trường kinh tế chung ASEAN là một điều thấy rất rõ ràng. Đúng là về phía người lao động có tay nghề cao, hội nhập rõ ràng đang mang đến cơ hội lớn, nhưng cơ hội đó không hẳn là đồng đều, ít ra là mới xét đến 8 ngành được tự do luân chuyển lao động. Ở ngành du lịch, khi các nước ASEAN đã có thỏa thuận thừa nhận nghề lẫn nhau, thì ở những ngành được tự do luân chuyển lao động còn lại, những thỏa thuận thừa nhận nghề lẫn nhau sau nhiều năm ký kết dường như vẫn chưa đi vào thực thi vì thiếu cam kết tầm khu vực. Đó cũng chính là băn khoăn của người phụ trách các vấn đề xã hội của Quốc hội khi bật cửa thị trường lao động Việt Nam không quá cao so với người lao động các nước. Ở những thị trường khác tại Đông Nam Á, người lao động Việt Nam lại không dễ chen chân. Có thể có những cái chứng chỉ của Việt Nam, thế nhưng mà khi đi ra thị trường lao động nước ngoài thì chưa chắc cái nước sở tại đó người ta đã công nhận cái trình độ đó, cái bằng cấp đó. Đặc biệt là những cái ngành mà đòi hỏi cái chuyên môn sâu đấy, như là y tế hay là một số các lĩnh vực kỹ thuật. Có những cái chuyên ngành của chúng ta đào tạo thì cũng không phải là không tương đương hơn cái trình độ khu vực hoặc trình độ quốc tế, nhưng mà chúng ta chưa có những cái liên thông về mặt pháp lý, chúng ta cũng chưa có một những cái hiệp định về công nhận đào tạo, công nhận cái trình độ đào tạo lẫn nhau giữa các chính phủ, cho nên là đó cũng là một cái trở ngại.
Hội nhập kinh tế, trong đó có thị trường lao động sẽ còn là một câu chuyện dài tập. Ở đó có thể vẫn có những doanh nghiệp tự tin với ngành nghề đặc thù, nền tảng văn hóa đặc thù để giữ chân lao động. Hay người ta vẫn có thể lạc quan với đức cần cù, tính thông minh và giá rẻ của lao động Việt Nam. Nhưng có một thực tế là cho đến nay năng suất lao động Việt Nam so với Singapore mới chỉ bằng 1 phần 17, với Malaysia thì bằng 1 phần 6 và với Thái Lan mới bằng 1 phần 3. Thưa quý vị, sắc đỏ đã tiếp tục bao trùm hai sàn chứng khoán trong phiên giao dịch cuối tuần ngày hôm nay. Chỉ số VN Index đã rơi khỏi mốc 560 điểm trong sự lo ngại tăng cao của giới đầu tư. Sau phiên giảm mạnh liền trước, chỉ số VN Index đã lấy lại sắc xanh khi bước vào đầu phiên giao dịch nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu dầu khí. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó lực bán tăng mạnh khi cầu vào yếu đã đẩy chỉ số giảm khá sâu và rơi khỏi mốc 560 điểm. Giao dịch toàn sàn ảm đạm với sự thận trọng của nhà đầu tư. Mặc dù vậy, về cuối phiên sáng, VN Index đã bắt đầu tăng tốc trở lại nhờ vào sức bật của cổ phiếu Vinamilk và Vietcombank. Bước sang phiên chiều, tình hình cũng không tích cực hơn khi sắc xanh chỉ duy trì vào ít phút đầu, sau đó thì thị trường chìm trong xu thế giảm. Hàng loạt mã vốn hóa lớn rơi vào tình trạng giảm giá, chỉ còn cổ phiếu gas là giữ được đà tăng. Chốt phiên VN Index giảm 0,5% xuống còn 558,43 điểm, thanh khoản chỉ đạt hơn 2.100 tỷ đồng, tương đương hơn 130 triệu đơn vị. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index dao động trong biên độ hẹp vào phiên buổi sáng và mặc dù có giằng co nhưng sắc xanh vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, với áp lực bán mạnh dần, càng về cuối phiên thị trường lại giảm sâu dần. Khép phiên HNX Index giảm 0,7% về mốc 78,47 điểm, giá trị giao dịch chỉ còn hơn 460 tỷ đồng, tương ứng với gần 47 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức đáng chú ý ở khu vực châu Á ngay sau đây. Sau cầu vượt tại Ấn Độ, số người thương vong không ngừng gia tăng. Hãng bảo hiểm Trung Quốc Anbang bất ngờ bỏ kế hoạch mua lại tập đoàn khách sạn Starwood.